Nào hồi hộp chờ anh Đức nào, mình Hà My đâu? 55, Phương Ly 62, cố lên được 8 điểm đi nhá. Phương Ngân 68, Lê Diệu Linh 9 chọn ra đây. Vẫn sai 8 không? Con xem sai ở chỗ nào cô thì xin lỗi nha. Yên 61, Chi 62, Hoa 65. Rồi ôi, tôi chờ anh Đức đây. Rồi, anh Đức 68 cũng sai 12 không? 68, Vương đâu? Vương đâu? 65 này Vương. Trần Diệu Linh đâu? Rồi 69 em, Đào Diệu Linh 73, mừng quá nhỉ. Thôi cái bài như này là làm được đấy nhỉ. Đức vẫn 68 thì Đức vẫn phải cố sức lên nhá. Học Mai đâu em? Rồi 65 đã làm bao giờ chưa? Chưa thì cũng yên tâm đấy nhỉ. Hồng Hà 60, Mỹ Linh đâu? Ôi dồi ôi, sao Mỹ Linh có 49 thế này? Cái Linh 61, Ngọc Linh 70, kinh nhỉ. Liên 71, Nguyên đâu? 53, 10, 62, Duy 65, cô đời chờ đợi Tú quá. Tú 63 này. Rồi Kiều Anh á. Rồi, ôi, trẻ nhớ cũng mắng mắt Kiều Anh. Hôm nay cũng mắng nữa, đồng viên cố gắng. 36 này. Thảo Linh đâu? Thảo Linh 51, đấy. Có trường học của Thảo Linh, có bao không ạ? Đang 73 em. Nguyên Hiền 32, chúng hết giờ. Không ơi, Bí Công ơi, 61, à quên, 51, quên, tập có 51 thế này, học khối rồi, Hải Long 52, Nguyễn Nguyên nhà em 73, rồi em đi đến Bí Công nhá, rồi em đi đến Bí Công nhá, bật đồ lên mọi người nhá, chào Bí Công, ông ơi, chín giây không được rồi.